Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Guto sẽ giới thiệu với các bạn về máy ép chậm GarageBand 400W. Dòng máy ép chậm GarageBand đã rất là phổ biến ở Việt Nam rồi. Nhà mình sẽ làm clip này để giới thiệu một cách kỹ hơn về cái công năng của nó, về cái khả năng ép của nó kỹ như thế nào và tốt như thế nào, để cho các bạn khi mà đang nghĩ đến GarageBand thì sẽ không còn lăn tăn nữa. Còn giờ thì mình sẽ thử ép với hai món là món táo và cà rốt. Thì xin mời các bạn xem là GarageBand 400W hoạt động như thế nào nhé. Sau khi lắp chặt thì các bạn cắm điện vào và các bạn chỉ cần có nút xoay bên hông, các bạn bật khởi động, máy sẽ chạy này. Và mình sẽ sử dụng loại ép táo đầu tiên. Như các bạn thấy đây là chỉ với của mình là ba quả táo nhỏ, mình đã ép được một cái lượng nước khá là nhiều. Và các bạn thấy cái vòng quay ở trong máy này là rất là chậm này. Và phần bã ra đây, bã của táo ép rất là khô. Các bạn thấy là bã cực kỳ là khô. Và nước thì rất là trong và không bị cặn. Giờ thì mình sẽ thử để ép cà rốt lại. Đây là loại hoa quả nó sẽ cứng hơn táo để xem là chất lượng thế nào nhé. Và sau khi sử dụng để tránh giọt nước thì các bạn ấn cái phần nắp đậy của vòi vào thì nước sẽ không bị giọt ra nhà. Đây các bạn nhìn thấy là một lượng nước khá nhiều cho ba quả táo bé. Mình sẽ rót nước táo riêng và chút nữa nếu uống mình sẽ có thể hòa lẫn với nước cà rốt sau. Giờ các bạn cũng khởi động máy. Gần như là các bạn nhìn thấy bã không hề ướt. Trên tay mình bã rất là khô giòn và nó được ép chậm thành thanh như thế này. Để các bạn có thể tiết kiệm được rất là nhiều cái phần nước ép ở trong hoa quả. Và cái hiệu suất mà để ép được ra nó cũng nhiều hơn những cái máy ép thông thường. Thêm vào đó là cái phần bình đựng rác, phần bã nó nằm bên ngoài. Nên là khi các bạn đầy, các bạn có thể đổ bã đi rất là tiện. Không giống như nhiều các loại máy ép hôm trước là họ thiết kế luôn cái phần đựng bã bên trong. Cứ mỗi lần máy mà đầy là các bạn lại phải dừng máy lại, tháo máy ra và đi đổ bã. Nó rất là bất tiện và mất nhiều thời gian. Như vậy là các bạn có thể thấy được là một lượng cà rốt của mình cũng nhỏ. Lượng nước và mình đã ép được một lượng nước cà rốt như này và bã cực kỳ khô, nó đã được tách riêng ra ở phần bình bên cạnh đây. Màu rất là đẹp của cà rốt và mùi của cà rốt rất là thơm. Như vậy là mình đã được hai cốc ép lý tưởng. Xin mời các bạn cùng thưởng thức nhé.
Giờ thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về các cái bộ phận và cái lắp ráp của máy ép chậm và GarageBand 400W. Thì như các bạn thấy là nó sẽ gồm có một cái phần, đây là phần bình xay. Các bạn lắp ở cái phần ở đây, nó có cái phần khuyết để khớp với cái phần chân ở dưới ba cái chân ở trong phần máy. Và sau đấy là một cái lồng, lồng này là lồng đa phần là sẽ là đế mềm cao su để nó giữ cố định được cái phần khung thép xay bên này. Phần khung thép này thì các bạn cũng thấy là nó có phần nhô ra, thì bạn sẽ lắp vào cái phần cũng có một cái điểm khuyết ở trong này thì nó sẽ dễ dàng khớp vào với nhau. Khi các bạn lắp xong, các bạn sẽ thấy là trong cái bộ lồng này nó sẽ khớp chặt và các bạn không thể di chuyển vào lúc lắp nó nhiều. Tiếp theo thì đấy là cái phần trục, đây chính là cái phần trục để ép hoa quả. Trục này rất là nặng và nó sẽ nghiền hoa quả của mình trước khi là xay nhỏ nhuyễn ra. Đấy là tác dụng để cho ép được ra nhiều nước nhất từ hoa quả. Sau khi lắp xong cái phần trục thì tiếp theo đấy là cái phần nắp bên trên. Cái phần nắp này thì các bạn cũng để ý nó có cái phần chuôi ở đây để khớp với cái phần hõm ở trên bề mặt máy. Thì khi các lắp thì các bạn để cái phần đỉnh của cái trục xay nó sẽ cho vào cái phần lõm ở trên cái lắp này, thì các bạn lắp khớp vào bàn trước khi là ấn mạnh là tất cả các bộ phận nó xuống. Đấy, sau khi khớp xong thì các bạn sẽ thấy nó khớp vào rất là dễ dàng. Và cuối cùng là hai cái bình chứa, thì một cái bình chứa đen các bạn có thể sử dụng để chứa bã và một cái bình trắng này để các bạn sử dụng để chứa nước ép trái cây. Và một cái thanh này giúp các bạn là khi các bạn cho hoa quả vào đây, hoa quả có thể bị tắc thì các bạn có thể sử dụng cái thanh này để điều chỉnh vào hoa quả. Và trong bộ này thì họ cũng GarageBand để cho mình một cái chổi, đây là cái chổi để giúp vệ sinh máy ép chậm. Như vậy là Quốc Tô vừa mới giới thiệu xong với các bạn về máy ép chậm GarageBand 400W. Nếu như các bạn thấy sản phẩm phù hợp và hữu ích thì xin mời hãy liên hệ với chúng tôi qua website quốc tô.vn hoặc qua Facebook Shop Quốc Tô, hoặc theo số Viber, hoặc theo số điện thoại Viber Zalo bên dưới. Xin chân thành cảm ơn đã xem.